Rồi, hôm nay mình xin giới thiệu cục thủy sơn Fuji. Mình bán chỉ giá 2.450.000, bảo hành 1 năm cho anh em nha. Cục thì có ở đây thì có tem nitron ở màu xanh, và cái điểm nhấn của sự khác biệt đó là những cái nấm vàng xinh xi. Đó, thì anh em có một con tán G5 ở đây, mình mod cái chân hai đầu, inox hai đầu cho anh em, chỉ có giá cốt trăm mấy, tán mấy chục ngàn con, trăm mấy con nữa. Ti ở đây thì là 16, lò xo lớn, bể dầu lớn. Đó, gắn thêm miếng mica che phục nữa, đây rất là đẹp. Đó, cái bình dầu cũng rất là đẹp, tại vì nó màu xám và có điểm nhấn màu vàng rất là nổi. Full box vậy, à, anh em có muốn liên hệ mình ở